Mày coi như mình ngu rồi, mày coi như mình ngu rồi, bất ngờ không bà già. Bất ngờ không bà già. Bất ngờ không bro. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một series mới, một tập game mới, đó chính là Crysis 2 Remaster. Đây là một bản làm lại của Crysis 2, ra từ lâu, rất là lâu rồi các bạn. Thì nếu như các bạn nào mà theo dõi kênh mình từ những ngày đầu á, thì mình đã chơi Crysis 1 Remaster rồi. Và mục tiêu của mình là mình sẽ chơi hết cả 3 phần Crysis Remaster luôn. Nhưng mà mình còn quá nhiều game để chơi, ví dụ như Far Cry 5 nè. Hiện tại mình chỉ đang dừng ở Far Cry 5 thôi và đang tiếp tục để phá đảo qua tới Far Cry 6. Cho nên là rất là nhiều game mình có dự tính là chơi full series hết luôn nhưng mà chưa xong. Call of Duty nữa, Battlefield nữa, chưa chơi luôn. Cho nên Hitman nữa. Cho nên là hôm nay có thời gian cũng như là vừa xong cái game Scorn, thì mình sẽ chơi Crysis 2 Remaster này để tiếp tục cái series Crysis này. Ok, let's go. Thì hồi nãy mình có... Ủa, mày có chơi game đéo đâu mà tiếp tục trò chơi ta. À đúng rồi. À không có. Thì hồi nãy vô mình có cái này thì mình có cài Việt hóa sẵn rồi. Mình cảm ơn anh Chalet 24 ở trên cộng đồng game Việt hóa nha. Mình rất là cảm ơn anh đã Việt hóa trò chơi này để game sẽ hay hơn, tiếp cận được với nhiều người hơn. Ok, thì mình cũng có cài đặt lại một số thứ này. Việt hóa cũng có mấy cái hơi bị lỗi như thế này. Thì sau thì mình có cài đặt lại khoan, chết mẹ rồi. Ủa sao lại 120 chết ta, tăng lên được hả? Đúng không? Ủa nãy mình nhớ mình chỉnh lại 144 chết rồi mà. Thôi kệ mẹ đi, có sao đâu. Tại vì hồi nãy mình chỉnh là 144 chết sẵn rồi. Không hiểu tại sao lại nó lại không lên. Ok, thôi cứ vào game thôi. Chiến dịch mới. Này mức độ hả? Thôi các bạn ơi, chơi lính đi. Đừng có chơi chế độ lính gì, làm ơn tôi. Má, cái phần 1 nó khó quá. Cái gì vậy? Chết. Chết rồi. Mình lỡ bấm nút ESC á, cho nên là bây giờ nó skip luôn cái đoạn intro vô rồi. Má, nó xui. Dưới đáy sâu, sông Hudson của New York. Ok, ngày 23/8. USS, tàu ngầm USS Nautilus. Ok, nhưng mà từ từ mình không thấy nó. Khoan nha, mình không thấy nó súp nha. Từ từ. Không thấy súp nha, đó, thấy không bật súp rồi nè. Ok, mọi thứ ổn. Nơi này. Lực lượng vô thám Omega. Ok. So what's the word? Sit till we get orders to deploy. Kill us some bad guys. Suck it up. There's no bad guys up there, Folsom. Keep telling you, this is strictly humanitarian crisis. Ebola or some such shit. Tell him Alcatraz. Alcatraz. Cái này giống như là ở... À không, cái này là... Contrary to popular belief, people, tequila is not good for your health. Right now? Mình tên là AI hả? Ok, mình tên là AI. Hình như mình cũng quên mẹ nó thằng từng nhân vật ở phần 1 tên gì rồi các bạn. Mình không biết bây giờ mình có vào ba thằng nhân vật thứ nhất không. Thằng nhân vật của phần 1 á. Cái khúc 1 cũng ở trên máy bay, còn cái này ở trong tàu ngầm nè. Nhưng mà khúc 1 thì mình mặc nguyên một đống bộ nano suit luôn, còn bây giờ là lính thường. Có 10 phút để chuẩn bị vũ khí. Ok, let's go. You don't take out the Ebola virus with an M16. Yeah, just don't shoot this gold, okay? Man, I heard it was an alien invasion. Yeah, right. Illegal aliens. Má, vậy tức là nó kêu là lũ người ngoài hành tinh cư trú bất hợp pháp, vậy có nghĩa là cái sự kiện này diễn ra sau cái sự kiện ở Triều Tiên ở phần 1 các bạn. Để phần 1 thì không biết cái sự hiện diện của người ngoài hành tinh. Đứt mẹ rồi. Vậy. Lú mẹ rồi, lú con mẹ nó rồi. Ú là trời, chạy thôi, chim cút thôi em ơi. Đây là phần remaster lại. Chứ không phải là một phần mới. Chỉ là phần remaster là phần 2 thôi. Nói một quả ngư lô dính mình hả? It's jammed! Give me some help there!
bấm F để mở cửa. Ok, let's go. Tại vì cái phần ở phần 1 dự tin thì mình chỉ mới phát hiện là có căn cứ người ngoài hành tinh trong đó. Rồi mình cũng biết là có người hành tinh trong đó. Rồi mình cũng giết được hai con chùm của nó rồi, nhưng mà xui sao là trên cái đảo của Triều Tiên nó là một cái kho sản sinh ra người ngoài hành tinh luôn. Cho nên mình phần 1 kết thúc là cái thằng nhân vật chính ở phần 1 nó bay ngược lại vô Triều Tiên để giết hết ông đó. Còn cái này thì chắc chắn là diễn ra sự kiện này diễn ra sau cái sự kiện ở phần 1 rồi. Không thể nào ra trước được. Ok, bây giờ mình lặn xuống đây. Mẹ rối quá. Ôi ôi, tàu ngầm bị nổ con mẹ nó luôn. Khiếp thiệt. Ok, em lên đây anh trai. Gì tới thua vậy? Trời ơi, còn trời mưa nữa chứ. Cứ tưởng lên là thấy trời sáng. Rồi. Chino đã chết. Một anh trai đã hy sinh. Just don't touch them. Những người này bị là cái gì? Lại bị cái gì? Looks like Lady Liberty took some heavy fire. Không phải cướp nửa phần tự do bị bắn à? Gãy đứt mẹ, nổ mẹ cái tay, cái chân rồi. Mụ cứng như đó. Cái gì vậy? Nước sôi lên hả? Rồi mình bị Maya kéo rồi, cái gì vậy? Được mấy người hành tinh bắn các bạn ơi. Đi sẵn xuống đi, lặn xuống đi. Má vãi. Nó sấy đạn xuống người mình á. Vậy là chết không ta? Như là mình đang trôi dạt vô trong bờ rồi. Bờ sông Hudson của New York à. Đây, nano suit mà ở trong phần 1 đây. Má khủng khiếp thiệt. Đúng là chai cặp con gái của khác. Má mặc nano suit xong cầm cái khẩu súng gì đó. Trung liên à. Nã chết mẹ máy bay của mình hành tinh luôn. Where's the sub? Fucking sub took you all out. That can't be. Gold's counting on us. Alcatraz? That your name? Alcatraz. Destiny's a bitch, huh? It'll be giờ thì nó sẽ phụ thuộc vào cậu con trai à. Ok. Vào game đi, ngứa tay lắm rồi mấy cái đoạn scene này. Ngứa tay. Đó, nano suit đó các bạn. Cái này gọi là nano suit này trong truyền thuyết luôn. Nên nói là trong cộng đồng game nano suit là một cái gì đó gọi là rất là signature rồi. Của tựa game Crysis. Tức là giáp nó sẽ cấy thẳng vô cơ bắp luôn chứ không phải nó chứ nó không phải là một cái bộ giáp thường, nó sẽ cấy thẳng vô cơ bắp của các bạn luôn. Maybe là đây. Nó đang miêu tả cái quá trình cấy ghép hả? Right, Granite System. Đồ. Nhìn cặp mông kìa trời, đã đi. nhìn cặp mông đã ha. Ok. Gì đây? Ủa là sao? Trực thăng này là trực thăng của quân đội Mỹ mà đúng không? Vậy thì mắc gì nó bắn mình? Đồ mẹ. Mình mặc nano suit là do Mỹ tạo ra mà. Trời ơi, nãy giờ là đoạn scene. Nãy giờ là cái đoạn scene các bạn. Giờ mình skip cái đoạn scene rồi. Vào game đi, bấm C4. Cơ hội thứ hai, cảng A, công viên Battery, New York. Cái này là buổi sáng. Hồi nãy là buổi sáng sớm, còn bây giờ là buổi sáng. Nãy 5 giờ mấy sáng á, giờ 6 giờ mấy sáng. Cái gì tùm lum vậy? Đồng bộ hóa trang bị gì tùm lum đây. Ồ, việc hóa chơi sướng hơn nha. Đúng thật. Cái gì vậy? Đây phải là nano suit không?
Mà sao nó lại cái màu trắng? Ủa mình tưởng nó xuất màu đen chứ. Mình trang bị nano suit rồi nè. Ủa gì mình không phải là AI hả? Mình nói AI là người thường mà đúng không? It's all I can do for any of us. You're my last shot here. Gould's last chance. Last chance for all of us. I'm used up. I'm a dead man walking. Là cái thằng hồi nãy cứu mình kéo lên á. Thằng này nè. Nó mặc nano suit. Xong bây giờ nó nhiễm bệnh rồi. Trời đủ quá. À rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Mình là Asakap vậy á. Welcome to the future, son. Welcome to the war. To the war. Ngay. Oh yeah. One last wish. It won't let me go that easily. Symbiosis. Gotta break the link. I gave you the suit. Bệnh gì ta? Có virus gì hả? Promise me. Vẫn chưa hiểu. Đó, các bạn thấy cái mặt ổng dính bị thẹo không? Tại vì cái mặt nạ dính thẳng vô mặt con người luôn. Bộ giáp cũng vậy. Ông tên là Prophet. Ok, ông tên là Prophet hay sao á? Còn mình là Azakat. Bấm F, giữ F để nhìn nè. Ok, nhìn vô đó. Đồ, bấm shift để chạy nhanh, bấm shift để chạy nhanh. Hóa súng hả? Đúng rồi mình chưa. Ok. Ok, bây giờ bắn ra đây hả? Hết đạn rồi, sao bắn? À, cận chiến được. Và quên, đúng rồi, tất nhiên phải cận chiến rồi. Mẹ, bộ giáp này bá, chết mẹ luôn. Bây giờ ổng kêu mình là phải tìm Gu. Mình thật sự mình không nhớ tụi... Bọn ở phần 1 tụi nó gọi là cái gì, tụi người ngoài hành tinh ở phần 1 tụi nó gọi là gì luôn. Ok, coi có gì lụm không, coi có cái gì lụm không để bắn chứ, mà không có đạn sao bắn. Vậy nè. Trời ơi, đậu mẹ. Cầm cái quạt vậy hả? À, như tụi người ngoài hành tinh nó lây nhiễm nè. Tụi người ngoài hành tinh nó lây nhiễm gì tùm lum tùm la đây hay sao á? Tại vì ở phần 1 người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh phần 1 đâu có lây nhiễm gì đâu đúng không ta? Hầu như không có lây nhiễm gì hết trơn á, chỉ là tụi nó sinh ra một đống thứ xong rồi giết thôi. À, Gu là đồng đội ổng. Ok, Prophet là cái. Má, cảm giác sức mạnh vô biên đây rồi. Sức mạnh của nano suit đây rồi. Bám vào G. Ồ má. Tôi bấm đại mà cũng có xuất hiện nữa. Mình nghe tiếng bắn. Trời ơi, đồ cái gì đây? New York tan hoang luôn. Hệ thống mở ống kính là B hả? Tụi này. Cái này kính quan sát thôi à. Đạn. Quét tìm vũ khí trang bị các vị trí chiến thuật thích hợp. Được, à, nó quét tới vị trí chăng. Vị trí mình yểm trợ, vị trí mình cần đến thích hợp luôn hả? À? Nó có cần công nghệ vô. Ok, quét coi còn ai nữa không? Listen, Prophet. Hết rồi. Lực lượng sale hả? Lâm đạn. Ngon liền. Lực lượng sale. Vậy bây giờ mình không bắn với người ngoài hành tinh các bạn. Bây giờ mình không có bắn với người ngoài hành tinh rồi. Bây giờ mình bắn với lực lượng sale. Bây giờ trước mắt là đối thủ của mình là một cái lực lượng sale. Ok. Trước mắt mình giết một thằng đó. Mà không được, súng này bắn là tụi nó nghe. Easy. Thịt mẹ mày, tao có súng bắn rồi. Thằng này dùng súng gì? À, không có súng gì hết. Ngon lạnh liền. Bây giờ từ qua đây. Qua đây. Cái gì? Bảo vệ Nathan Gu. Tìm đường qua khu trại, ok. Nathan Gu là cái thằng ấy á. Nathan Gu là cái thằng nãy mới gọi điện cho mình á.
năng lượng. À, hết năng lượng, hết năng lượng. Đúng rồi, đi đi phải để ý. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. À, không có giảm thanh hả? Không có giảm thanh vô bắn thì tụi nó nghe liền. Quá tải gì? Ước đo trạng thái ẩn. Rồi, ok, nhớ rồi. Ở phần 1 cũng có chế độ tàng hình này. Ngầu liền. Ngầu lại liền. Đúng rồi, di chuyển nhiều thì cái khả năng tàng hình nó sẽ giảm đi luôn. Mà mình cũng đâu có cần đâu. Bút đánh chết mẹ mày. Đấy, easy. Con này cầm súng gì? Ô, tụi này chết không rớt ra súng à. Vậy mà cứ tưởng là rớt ra súng. Ủa, nhưng mà cái khả năng tàng hình thì nó có hồi lại không ta? Cái khả năng tàng hình là bên trái hay bên trái? À, khả năng tàng hình là năng lượng. Cái khả năng tàng hình là năng lượng các bạn, chứ không phải là cái bên trái. Ok, bố mày full đạn rồi. Coi có súng gì xịn xịn không? Bình tĩnh, bình tĩnh. À, chết mẹ, là bị phát hiện rồi, bị phát hiện rồi, bị phát hiện rồi. Ở đâu vậy? Thì đây, mày mày. Má, trời 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 trời, mới vô hơi rối. Sorry, sorry, sorry. Sorry anh em, mới vô tôi hơi rối, mới vô hơi rối. Từ từ, từ từ, từ, bơm đạn, bơm đạn, bơm đạn, bơm đạn, bơm đạn. Rồi, hiểu cơ chế vận hành rồi, bây giờ thì không còn rối nữa rồi. Nó phía ngoài trung tâm mà. Ok, leo lên đây, leo lên đây. À, game đồ họa làm lại đẹp ha. Mình nói chung là tại nói vui vậy thôi, tại vì mình cũng chưa bao giờ chơi phần 2 mà chưa làm lại hết. Mình toàn là chơi phần remaster không à. Ồ, đụng mẹ, đụng mẹ, đụng mẹ. Nó sắp xuống kìa. Easy. Easy. Má, càng phát ba thằng chết luôn thì đi bố ai là chơi loại. Từ. Cái này giống như là thế giới. Nói chung Rayseed giống như là đúng là nhiệm vụ tuyến tính, nhưng mà thế giới của nó là xém mở các bạn. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Thằng nào mới bắn mình á? Từ anh em ơi. Từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây, có một thằng đây nè, có một thằng đây nè. Ủa, mình đứng sắp trước mặt nó rồi mà sao không thấy nó ta? Nó đâu? Rồi, biết nó đâu rồi. Ủa, nó đâu? Vẫn không hiểu, vẫn không hiểu. Không hiểu, không hiểu anh em ơi. Đúng rồi, có một thằng đứng trước mặt mình nè. Đây, 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 có một thằng đứng trước mặt mình nè mà mình không bắn được. Thấy không, thấy trên bản đồ không? Nó đang quay vòng 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 á. Cứt thiệt. Thôi kìa mẹ nó. Đâu, đưa cái đầu mày ra. Easy. Bắn đâu vậy? Má, rối quá. Từ từ, mới vô game nên là chưa hiểu vấn đề nhiều. Bản đồ chỉ, bản đồ chỉ là có địch mà sao mình đứng ở đây có thấy gì đâu. Má, rối quá, rối quá, rối quá. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Vô đây hồi máu đâu, vô đây hồi máu này đã. Má, mới vô game mà lú cha rồi. Easy. Tiếp. Đây có một thằng, thấy không các bạn, thấy không, trên bản đồ trên đây có một thằng nè. Easy, easy. Easy. Bắn ai với ba, bắn ai với anh trai. Bắn ai với anh trai.
Hả mai anh trai? Giờ làm sao để chui qua đây đây? Giờ quan đạo quan trọng là làm sao để chui vô đây nè. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Đang tính toán đường khác. Cái gì vậy? Phải luôn, thằng chó này tao cận chiến mày luôn. Đấy, tiết kiệm bao nhiêu đạn? Easy. Có súng gì xịn không? Chúng tụi nó dùng súng giống mình hả? Chứ không có khác gì hết trơn á. Cái này là gì vậy? À, để bắn từng viên. À, bắn cái này sẽ tiết kiệm đạn hơn mà chính xác hơn nữa. Mình cũng không thích dùng bắn liên thanh cho lắm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ok, vô được rồi. Vô lấy cái gì, lấy nó kêu lấy gì nè. Có mép làm gì á. Ném này ném tẩm mẹ gì. Đi coi gặp thằng nào mình chọi vô nó. Đúng rồi. Đây, cái này thì dùng được. Này khử trùng đúng không? Cái này là phòng khử trùng đúng không? Đó, biết ngay mà. Lẻn ra đằng sau địch và dùng V để tàng hình, ok. À, không cần. Okay. Giết một lén lút à, tiếp cận gần rồi mình giết lén lút được. Vậy mà hồi nãy mình đấm liên tục cho nó, hay gì mới bị phát hiện á. Nhẹ nhàng thôi. Tiếp. Ủa bên này hả? Quậy ở đây. Súng này giống mình không? Súng này giống y chang mình. Ủa nhưng mà hồi nãy mình chuyển qua chế độ một viên đạn là lúc nào ta? Quên bấm nút nào để chuyển qua chế độ một viên đạn rồi. Dùng laptop. Cái này là máy rửa xe. Đây là cái máy rửa xe hả? Pre-purge complete. Stand by. Magnetic seals released. Ôi đồ mất, khoan, giải phóng từ trường vậy nè. Foreign contaminant detected. Automatic system shutdown commencing. Cái gì buộc mở cửa ăn lên, sao? Đồ má. Cái cửa cả tấn ấy chứ, đéo đâu. Sức mạnh của nano suit có khác. Thì chứ cái cửa này nặng cả tấn chết đâu. Thành phố New York đây sao? Mẹ tan hoang luôn rồi. Tan hoang hết trơn rồi, không còn gì hết. Ok. Má cái gì vậy? Thì mẹ đúng rồi. Vậy thì mình vẫn chưa hiểu đặc nhiệm cell là nó làm cái gì trong này mà nó lại cản mình trong khi mình đang cứu giết người ngoài hành tinh. Từ từ mọi thứ sẽ được trả lời. Mới vô game thôi. Don't mess with the samurai. Đừng đùa với samurai, mất mệt ghê. Listen, something pretty massive just happened to the suit wall. Whole thing went down. I think it's back now, but you better get here fast. Everything's falling apart. Infected all over the place. Poor bastards. Cellar out on the cull. Plus the Cephyr's starting to show up too. Look, stick to the subways. It's gotta be safer than the streets. À, bây giờ là hiện tại bây giờ. Tức là hiện tại bây giờ là có 3 thế lực. Một là người nhiễm bệnh, hai là Cell. Cell là của đội an ninh quốc gia, tụi nó sẽ đi giết người thanh lọc toàn bộ hay sao á. Và một đội nó là đội Sếp. Đội Sếp đội gì không biết. Ok, bây giờ hiện tại là mình hiện tại có ba đối thủ, hiện tại mình cần phải giải quyết đó là ba đội đó. Ok, clear đúng không? Khu vực này clear rồi. Ngồi đi đúng đường đi trời. Đúng đường không ta? Ok, máy đi. Hệ thống quá tải. Bộ giá mình cũng đang bị cái gì đó. Ồ,
này là giáp hả? Wow, tức là bấm này là nano bắt đầu xuất hiện lên để giảm sát thương đó. Đùa á, bất tử của mẹ luôn. Hay. Tiếp tục lưng ra. Một thằng. Thêm một thằng nữa, thêm một thằng nữa. Mày nè, mày nè. Chưa hết nha, còn cái này nữa nè. Con chó này tự chết. Con chó này thì tự chết luôn. Ô, cái gì này, cái gì đây? À, số 2 là thay đổi à. Cái này giống như SMG á, thôi cầm này rifle này, cầm rifle bắn chỗ xa. Ok, hiểu vấn đề rồi. Bây giờ mình phải cần xuống cái tàu ngầm trước đã các bạn. Ôi, đồ máy trực thăng kìa. Này, bơm đạn này. Ok, hiểu vấn đề rồi. Bơm đạn rồi đó. Lũ đạn hả? Từ W là này. E là tàng hình, còn gì nữa không ta? Điện nhanh là ship. Đó, bây giờ mình có 2 khẩu luôn. Giờ mình có cả 2 luôn. Đồ mẹ gì có bị phát hiện nữa. Được không? Easy. Đó, easy. Thốn quá, từ từ. Hình như mình nghĩ là do mình, cái súng này không có đam các bạn. Các bạn cầm rifle bắn mới sướng. Trời má. Easy. Từ từ, lú quá. Hết sọt liền. Đây, tiếp. Anh trai nào nữa? Ok. Nhảy xuống. Tiếp. Tại hình ra mà bắn hết sọt thôi các bạn à. Tại mình quen bắn hết sọt dễ hơn, mình thấy bắn hết sọt vui hơn với dễ hơn nữa. Easy. Chưa nha. Nó ở đâu? Tôi đã bắn xuống vậy. Rồi, trong này còn thằng. Đây. Con mẹ mày. Chết chưa? Nó đây nè. Đưa cái đầu mày lên. Easy. Không bay lên được. Tức. Pha này tao bay lên mà chết mẹ mày rồi. May cho bạn đấy bạn yêu. Nhưng mà không. Một em lên thiên đàng chưa luôn. Chưa lên thiên đàng luôn. Cũng máu chiến phết nha. Thấy chưa? Chết rồi. Nhưng mà bây giờ không biết làm sao để... Để coi từ. Đây, qua đây. Hướng này. Đúng rồi, bây giờ... Cái gì vậy? Thì má... Không nổi đâu ra vậy? Mày coi như mày ngu rồi, bất ngờ không bày già. Bất ngờ không rô. Súng gì đây? Súng này chắc cũng súng giống mình mà, thấy gì đâu. Tiếp. Không sao, ba cái quốc đồ quỷ này.
Đủ má. Bình tĩnh, bình tĩnh. À, tôi xuất hiện. Tôi xuất hiện từ phía sau luôn. Bình tĩnh. Tàn hình xong rồi mình tiếp cận nó, bắn hết sọt cho gọn. Chứ bắn từ xa biết chừng nào. À. Bất ngờ không bro. Cái chết đến từ bất ngờ, cái chết đến từ hư không. Rồi ok, đây rồi. Đã tới nơi, đã tới được cái tàu điện ngầm rồi. Hép để mở cổng. Này người bệnh hả? Người bệnh mình không được giết, mình không được phép giết người bệnh. Rồi con chó này kêu mình vô bệnh viện xong bây giờ. À, nano hả? Watch your step down there. N là cái gì? À, kỹ thuật nano vision. Đó là sao? Thì mày có dính nó không? Là sao ta? Đó là sao? Con này mình không giết hả? Bạn nó chết mẹ rồi, giết gì nữa? Ôi, cái khu này ghê quá bạn ơi. New York City. Ủa, đi đâu nữa? Là sao nhờ? À đây. Có máy kéo lên. Rồi, đội xe chết rồi. Nhìn là biết chết luôn á, không cần giết luôn á. Chùm chim. Ủa là đồ mới ra khỏi đó là đi vô trong này lại hả? Mẹ tưởng đi ngược lại. Ok mượt. Người má, tụi này bị nhiễm bệnh ghê quá. Má, game bắt đầu hơi tởm rồi nha. Nói chung là mình vẫn chưa thấy có sự liên kết gì giữa phần 1 phần 2 ngoài bộ nano suit thôi các bạn. Mình vẫn chưa thấy gì có sự liên kết gì giữa hai phần. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập game này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe cũng như hãy comment ở bên dưới những điều các bạn muốn mình cải thiện các video lần sau. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.